Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp xui xẻo bậc nhất trong ngày 27 tháng 9 âm lịch. Vào những ngày này, khi đi ra đường, bạn tuyệt đối phải cẩn thận, chú ý đến vấn đề xe cộ. Trong công việc làm ăn giao dịch, ký kết những bản hợp đồng lớn, các bạn cũng cần để ý từng ly từng tí để tránh gây ra những sai sót nghiêm trọng. Trong các mối quan hệ tình cảm, nên chú ý đến lời nói, hành động để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có, tiền mất tật mang trong ngày 27 tháng 9 âm lịch này. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé! Một, tuổi Dần. Tuổi Dần là một trong ba con giáp xui xẻo trong ngày 27 tháng 9 âm lịch, vì trong khoảng thời gian này, vận thế của bản mệnh không tốt, có dấu hiệu tụt dốc không phanh, đặc biệt là trong công việc và vấn đề tài chính. Mặc dù khoảng thời gian trước đó, tuổi Dần có thể có những ngày tháng bình yên, thu nhập tăng số nhưng tử vi học có nói, từ ngày 27 tháng 9 âm lịch trở đi sẽ là lúc thử thách sự chịu đựng của họ. Tuy tuổi Dần vẫn luôn cố gắng hết mình, công việc bận rộn luôn chân luôn tay, nhưng những gì họ thu về sẽ không được như ý. Không chỉ vậy, tuổi Dần còn gặp hạn tiểu nhân nên bản mệnh thường xuyên rơi vào những tình huống chẳng đâu vào đâu. Trong công việc thường ngày, tuổi Dần có thể gặp phải không ít sự ganh đua, mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp do bất đồng quan điểm. Điều này khiến bản mệnh bị áp lực, sức khỏe, thể chất và tinh thần bị hao hụt, từ đó mà tài chính bị suy giảm đáng kể, khiến tuổi Dần thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Bên cạnh đó, lâm vào cục diện Dần thân tương xung, người tuổi Dần bắt tay vào công việc một cách khó khăn, những lời bàn ra tán vào của mọi người khiến bạn luôn băn khoăn, do dự, thậm chí đánh mất lập trường ban đầu của mình. Để có thể gặt hái thành công trong tương lai, bạn cần tin tưởng hơn vào chính bản thân mình và học cách bỏ ngoài tai những lời vô căn cứ. Chỉ có chính bản thân bạn mới hiểu rõ nhất khả năng của mình nằm ở đâu. Kim khắc mộc, tiếc rằng quan hệ tình cảm cũng không đem lại cho bản mệnh sự an ủi. Dường như người ấy quá dửng dưng trong mối quan hệ này và điều đó khiến bạn tổn thương. Bạn lo ngại hai người đang đi dần tới bờ vực của sự đổ vỡ. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Tỵ. Trời sinh những người tuổi Tỵ bản tính thông minh, nhiệt huyết với công việc và rất đáng tin cậy nên được lòng đồng nghiệp cũng như cấp trên. Từ đầu tháng 9 âm lịch đến nay được đánh giá là khoảng thời gian khá tuyệt vời với người tuổi Tỵ khi chuyện công việc lẫn tình cảm đều được như ý muốn. Tuy nhiên, từ ngày 27 tháng 9 âm lịch trở về sau lại là khoảng thời gian tuổi Tỵ nên cẩn thận, đặc biệt là trong chuyện làm ăn để tránh họa phá tài. Theo các chuyên gia tử vi học, tuổi Tỵ là một trong những con giáp xui xẻo nhất trong những ngày cuối tháng này, vì trong khoảng thời gian này, tài vận của tuổi Tỵ không ổn định, không thuận lợi trong việc đầu tư và gặp nhiều thị phi trong vấn đề tiền bạc. Không chỉ vậy, ở chuyện tình cảm, tuổi Tỵ và đối phương cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi không đáng có. Do đó, khoảng thời gian này, tuổi Tỵ không nên đầu tư mạo hiểm, chi tiêu quá đà mà chỉ nên tiếp tục nỗ lực làm việc và cố gắng giữ gìn bình tĩnh trong mọi trường hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn này, chờ tới giai đoạn may mắn vào tháng 10 âm lịch tới đây. Cục diện hỏa khắc kim, tiếc rằng quan hệ vợ chồng của con giáp này lại thiếu đi sự ổn định, hai người thường xuyên cãi cọ nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Thoạt đầu chuyện này không có gì, nhưng dần dần ai nấy đều sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải biết mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Ngọ. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo, lâm vào cục diện hỏa khắc kim, người tuổi Ngọ dễ nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn với người mình yêu. Hai bạn chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau mà ai cũng đã quá mệt mỏi vì công việc nên chẳng còn muốn xuống nước dỗ dành.
Khoảng thời gian này, người độc thân còn nhiều mối quan hệ khác nên không mấy để ý đến chuyện yêu đương nam nữ. Chính vì thế mà dù có người giới thiệu đối tượng cho con giáp này thì bạn cũng vẫn dửng dưng. Trình ấn chỉ dẫn, bản mệnh xác định được mục tiêu của mình nên chẳng còn thấy hoang mang, do dự. Hơn nữa, bạn biết rằng xung quanh mình vẫn luôn có rất nhiều người ủng hộ, giúp đỡ nếu bạn vướng phải khó khăn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Thân. Các chuyên gia tử vi học dự báo được thực thần chiếu mạng đem lại cho người tuổi Thân tin vui trên phương diện tài lộc. Với người làm công việc tự do, bạn nhận được khoản tiền thù lao sau khi đã hoàn thành tốt hợp đồng được ký kết. Với người làm công ăn lương, nếu bạn đã sắp xếp thời gian để làm thêm các công việc tay trái, thì nay là lúc bạn tận hưởng thành quả. Túi tiền rủng rỉnh khiến bạn sẵn sàng mua những món đồ thiết yếu trong gia đình. Tuy nhiên, kim khí vượng là dấu hiệu cho thấy bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức, khiến cơ thể bị chấn thương. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Tuất. Xem là số tử vi của những gia chủ tuổi Tuất cho thấy, lâm vào cục diện tỷ kiên ngăn trở, người tuổi Tuất quá bảo thủ nên không muốn tiếp cận những kiến thức mới mẻ. Tuy nhiên, bạn có biết làm như thế, mình sẽ gặp phải càng nhiều khó khăn hơn không? Bạn nên học cách thay đổi góc độ phân tích vấn đề. Với người làm lãnh đạo, sự độc đoán chuyên quyền của bạn sẽ khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, khiến tập thể chẳng thể phối hợp làm việc tốt như lúc ban đầu. Con giáp này cần nhận ra vấn đề và tìm cách thay đổi ngay. Thổ sinh kim, mối quan hệ của hai người vẫn còn có thể cứu vãn, vì thế cả hai nên bình tĩnh để ngồi lại, nói chuyện với nhau thay vì cứ tranh cãi không hồi kết. Có thể đối phương chờ đợi một lời nói xuống nước của bạn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Hợi. Tương hại giáng họa, người tuổi Hợi dễ phải chịu sự quấy nhiễu của kẻ tiểu nhân. Tuy nhiên, nếu từ trước đến nay bạn vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình thì không cớ gì phải sợ hãi. Hãy dũng cảm đối mặt với kẻ xấu để bảo vệ lập trường của bản thân. Người làm kinh doanh phải chịu sự cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ. Bạn không nên quá lo ngại mà hãy giữ vững định hướng, đồng thời phát huy điểm mạnh của mình, rồi khách hàng sẽ là người đưa ra những quyết sách khách quan nhất. Kim sinh thủy, con giáp này nên biết tận dụng thời cơ để có thể tạo dựng được cho mình nền tảng tình cảm vững vàng. Người ấy thực sự đã dao động trước sự chân thành của bạn, chỉ thiếu một vài bước cuối cùng thôi là bạn có thể hoàn toàn chinh phục đối phương. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Sa Cát vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 27 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.